Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online. Hôm nay trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ học thêm một từ vựng mới, đó là từ khản trẻ, đó là nhìn thấy, trông thấy, khản trẻ, khản trẻ. Đây là một trong những từ vựng nằm trong bảng 150 từ vựng tiếng Trung HSK1. Đó là từ khản trẻ, là là từ này, khản trẻ. Nó là gồm hai chữ hai chữ hai từ nó kết hợp lại với nhau hay là hai chữ Hán nó kết hợp lại với nhau thành một từ mới đó là từ khản đó, nhìn thấy trông thấy đó. Giờ, website của trung tâm tiếng trung chinese master là học tiếng trung tv đầu tiên các bạn mở trình duyệt ra sau đó các bạn gọi tên miền là tiếng trung com hoặc là học tv tiếp theo các bạn kéo xuống dưới này này các bạn ấn vào đây các bạn ấn vào hình có youtube màu đỏ ở trên và hình có youtube màu đỏ ở bên dưới để sau này các bạn sẽ được cập nhật và thông báo mỗi khi mình đăng lên kênh của mình một video bài giảng mới bao gồm video bài giảng luyện thi HSK online và video bài giảng học tiếng trung online các bạn ấn nhá, một cái vào đây và một cái vào đây là xong. Đấy chưa nhỉ? Rồi sau khi chúng ta làm xong thao tác đó rồi thì chúng ta sẽ sang slide thứ hai. Trung tâm tiếng Trung Chinese Master có hai website là học tiếng Trung.tv và tiếng Trung.com. Đây là website thứ hai của Trung tâm tiếng Trung Chinese Master, tiếng com Rồi và chúng ta sẽ vào phần chính của bài ngày hôm nay, đó là từ khan Đó, nhìn thấy, trông thấy, khan trẻ. Khan Từ khan viết như thế nào nhỉ? Từ khan viết như thế nào đây? các bạn lấy giấy vở và bút ra nhé các bạn lấy giấy vở bút ra chúng ta sẽ tập viết luôn ở ngay trên lớp nhá từ khan này Rồi, viết như thế nào các bạn ấn play là xong đó khan à, các bạn có thấy cái phần mềm này họ viết như thế nào thì các bạn cứ thế mà bắt trước thôi chứ không cần phải biết tại sao nó lại viết từ trên xuống dưới chứ không phải là từ dưới lên trên à, cái câu hỏi này thì mình cũng chịu Rồi, khan này viết như thế này nhá à, các bạn cứ viết như thế à, cứ bắt trước phần mềm họ viết là xong đó, khan là nhìn xem khan à, trong bài học buổi trước chúng ta đã học xong từ khan rồi đúng không rồi à, tiếp theo là từ triển triển à, gặp gỡ đó à, triển nhìn thấy trông thấy triển gặp gỡ đây là từ vựng uh, nằm trong quyển hán ngữ một phiên bản mới ở bài số 3, à, bạn nào quên chưa uh, chưa chưa nhớ lại cái từ này thì các bạn hãy dần dần lại quyển hán ngữ một phiên bản mới ở bài số 3 nhá triển khán à, triển là nhìn thấy trông thấy đây là từ triển triển à, phần mềm này tập viết uh, phần mềm tập viết chữ hán này download như thế nào ở đâu thì các bạn hãy vào trang chủ của trung tâm tiếng trung Chinese Master là tiếngchungnam.com rồi các bạn kéo xuống dưới này à, các bạn kéo xuống dưới các bạn ấn vào đây 22, phần mềm tập viết chữ hán các bạn ấn vào đây thì sẽ chuyển sang cái này đó là phần mềm tập viết chữ hán Chinese Writing Master các bạn kéo xuống dưới rồi các bạn ấn vào đây tải xuống là xong ấn vào tải xuống nha để tải về cái phần mềm này ở trên máy tính nha. đây là phần mềm dành cho máy tính uh, dành cho máy tính chứ không phải dành cho Android hay là iOS đâu các bạn tả xuống sau khi tả xong về máy tính thì các bạn dùng phần mềm giải nén WinRAR giải nén, nén, nó ra là xong đó, rồi các bạn chạy file exe là ok Rồi chúng ta đi tiếp à, uh, là nhìn thấy trông thấy giờ chúng ta sẽ lấy một số ví dụ để minh họa cho cái cách dùng của từ khan là là nhìn thấy trông thấy ví dụ này ni lắm bạn nhìn thấy tôi chưa bạn trông thấy tôi chưa ni khan diện lắm ni lắm ni

Bạn đã nhìn thấy thầy Nguyễn Minh Vũ chưa? Bạn đã nhìn thấy thầy Nguyễn Minh Vũ chưa? Tôi siêu thị, tôi nhìn thấy một người. Tôi đã nhìn thấy một người. 我看见了一个人.我看见了一个人, tôi nhìn thấy một người. Tôi nhìn thấy một người. Tôi nhìn nhìn thấy một người. một người. Tôi nhìn nhìn thấy một người. Tôi nhìn thấy một người. Tôi nhìn thấy một người. Tôi 你看见我了吗？你看见前边的楼了吗？我看见了。他一看见我就害羞。我不想看见你。你看见软迷雾老师了吗？我在超市看见了美女。我看见了一个人。对，这是从看见。vào trong bài học bổ trợ chúng ta đọc xong từ can rồi nhá. à vào hôm nay chúng ta sẽ, à không, mình là không có, mình là không để trong cái, không cho vào cái cái slide bên dưới rồi. là cái từ vựng số năm mốt cơ. Rồi, à đây là năm năm từ vựng uh, trong bài học buổi trước chúng ta đã học xong rồi đó là từ chiều chinh nia chiều, chiều khải à, khai và khả khai khả nhá rồi đây là từ khả triển các bạn uh, chú ý các bạn các bạn tập viết ở trên lớp luôn uh, để để có thể uh, viết được ở trên lớp luôn là tốt nhất rồi và tiếp theo là slide thứ bảy bạn nào quên chữ ở nút đăng ký kênh youtube hoặc tiếng trung online của trung tâm tiền Trung channel master thì các bạn ấn nhá à, các bạn ấn vào đây nè đây ấn vào đây thiastca ấn vào đây hình có youtube màu đỏ và ấn vào bên dưới hình có youtube màu đỏ hai cái nha cái là chúng ta cùng ấn này một cái vào đây và một cái vào đây là xong Tiếp theo là chúng ta sang slide cuối cùng là phần giải đáp thắc mắc của giờ học sau sau giờ học thì các bạn nào còn chưa được giải đáp thì các bạn hãy đăng comment ở ngay bên dưới video bài giảng này ở trên youtube thì sẽ được hỗ trợ trực tuyến sau giờ học Đó, các bạn đăng comment thì mình sẽ giải đáp thắc mắc luôn ở cả ở trong giờ học và sau ngoài giờ học nữa Tức là mình có thể là mình có thể là vừa dạy học các bạn ở các bạn học viên ở trên lớp và vừa có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn học viên trực tuyến ở ở xa. Rồi nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi và hẹn gặp lại các bạn trong video bài giảng tiếp theo. Chào các bạn.